Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 10 năm 2017. Chúng ta học tiếp cái phần mà thuộc về lộ trình tâm. Trước khi mà vào cái phần mới ngày hôm nay, đó là cái phần mà các cái lộ ý nó nối tiếp theo cái lộ ngũ, thì xin ôn tập một chút. Thì như chúng ta biết đó, chúng ta sinh ra làm người và chúng ta có một cái đời sống mà chúng ta gọi là cái cuộc đời của mình đó, thì nó bao gồm bởi hai cái phần mà nói theo vi diệu pháp đó, thì nó gồm có một cái phần gọi là danh pháp, một phần là sắc pháp. Phần sắc pháp này đó, thì mỗi người mà đầy đủ phước báo thì có 27 sắc pháp. Phần danh pháp thì chúng ta là người ở trong cái cõi dục này đó, thì chúng ta có những cái pháp mà nó thuộc về cái dòng nghiệp xấu của chúng ta, nó gọi là những cái pháp bất thiện. Pháp bất thiện này chúng ta gồm có 12, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Đó là cái dòng nghiệp xấu mà chúng ta đã tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ một cái dòng nghiệp tốt, đó là những cái pháp thiện. Thiện này nó có 8 cái tâm thiện. Thì cái danh pháp nó gồm như thế, thì nó thuộc về tâm. Và khi tâm nó hoạt động như vậy thì bắt buộc nó phải trổ quả. Tâm đây là quả của tâm. Quả thì các cái pháp bất thiện nó sẽ trổ sanh như vậy đó, là nó có tất cả là 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân. 7 quả bất thiện. Và nếu mà cái tâm thiện nó hoạt động đây, tâm thiện hoạt động đây, thì nó sẽ có 8 cái tâm quả thiện hữu nhân. 8 quả thiện mà có nhân. Và 8 cái quả thiện vô nhân. Có quả thế này. Thì đó là chúng ta là người ở cái cõi dục giới, thì chúng ta có cái nhóm tâm thiện, xin lỗi, nhóm tâm thiện đây, nhóm tâm bất thiện đây. Thì tâm bất thiện trổ 7 quả bất thiện, tâm thiện thì trổ, tâm thiện đây trổ 8 cái quả thiện có nhân và 8 cái quả thiện vô nhân đây. Và như vậy những cái trạng thái tâm mà nó đi kèm với các tâm, hay còn gọi là các cái sở hữu tâm, là những cái trạng thái tâm đó nó thuộc về tâm. Thì ở đây chúng ta sẽ có 14 cái sở hữu bất thiện đây. Mười bốn sở hữu bất thiện này nó sẽ hoạt động với lại 12 tâm bất thiện. Tức là khi các tâm bất thiện mà nó khởi lên, thì những cái trạng thái bất thiện này nó tùy theo hoạt động của nó mà nó có mặt để nó hiển lộ những cái trạng thái bất thiện của nó ra. Trạng thái bất thiện đó là tham, trạng thái bất thiện đó là sân, trạng thái bất thiện đó là si. Và nó sẽ chi tiết những cái trạng thái tâm tham sân si nó chi tiết ra. Ví dụ người tham mà nó thuộc về tham thôi, tức là nó dính mắc vào cái gì nó yêu thích đó, thì cái trạng thái nó hiển lộ khác. Tham mà do nó dính mắc vào trong cái thân này nè, dính mắc vào cái thân kiến nè, dính mắc vào cái ngã mạn thì khác. Cho nên là nó có cái tham ngã mạn và nó có cái tham tà kiến. Ở chỗ là trong cái dòng suy nghĩ của mình đó, mình không có thấu rõ được cái pháp tục đế và pháp chân đế. Cái tà kiến nó nằm ở chỗ đó,
là khi mình thấy cái pháp tục đế mà mình ngỡ rằng đó là pháp chân đế. Một cái chân lý tương đối mà mình ngỡ rằng cái chân lý tuyệt đối, và mình bám chặt như vậy mình không có nhả ra, thì nó gọi là tà kiến. Cái này là chúng ta đã học nhiều rồi, hôm nay là nói ngắn lại thôi. Ví dụ như một cái tà kiến mà nó dai dẳng, nó sống dài dài trên cái quả đất này, và nó làm đau khổ không biết bao nhiêu con người, bao nhiêu sinh mạng, và có những cái kết chết thật là như là một cái điều mà nó phải nói là rơi vào trong một cái bi kịch, hay hơn nữa nó rơi vào trong một cái thảm kịch, mà đó là cái bi đát cùng kiếp người không có giải quyết được. Đó là một cái xã hội mà do cái đà phát triển của bạo lực thì người ta đặt trên một cái nền tảng phụ hệ, và vì vậy để người ta trọng nam khinh nữ, thì cái đó là một cái tà kiến dai dẳng ở trên cái quả đất này. Và kể cả những cái người sinh ra làm nữ còn tà kiến nặng ở chỗ là cũng khinh bỉ cái giới nữ luôn, và không có nhìn ra được cái pháp chân đế đó là nữ với nam nó khác nhau ở chỗ này. Nó khác ở nhau là sắc tính nam và sắc tính nữ. Còn tất cả người nam hay người nữ, giống đực hay giống cái, đều có pháp bất thiện và có pháp thiện, đều có tâm quả thiện và có tâm quả bất thiện, đều có những cái sở hữu bất thiện và có sở hữu thiện. Và trong cái sự tiến hóa về tâm linh á, người ta không tiến hóa về giống đực giống cái, mà người ta tiến hóa về tâm linh. Và những cái pháp thiện nơi bất cứ một cái chúng sinh nào, và thiện trí có cái điều kiện phát sanh mạnh mẽ, thì đó là con đường tiến hóa tâm linh, chứ không phải giống đực và giống cái. Nhưng mà cái đời sống của cái xã hội từ một cái bước thấp mà nó càng ngày nó tiến lên á, nó đi bằng con đường bạo lực là chủ yếu. Cho nên á, là những người có sức mạnh, những người dễ dàng tàn bạo trên cái trái tim của mình á, thì người ta đặt cái chế độ phụ hệ nó đi một cách gọi là nó quá là gọi là nó cực đoan. Và vì vậy á, nó gieo nên cái ác nghiệp. Mà những người cái tâm trí không có sáng suốt, không có rõ ràng, nó bị mắc vào cái lưỡi câu này, mà khổ không biết bao nhiêu. Và chính cái người nữ đó, sanh ra cái đàn con của mình đó, là gieo rắc cái tà kiến đau khổ này trên những đứa con của mình là không kể xiết. Chỉ là con trai thôi, con gái không có giá trị gì cả. Tà kiến này ăn sâu quá. Thành ra đừng có nói rằng là những cái này nó không dính đến mình. Thành ra một cái tham nó có nghĩa là dính mắc. Dính mắc vào cái những cái gì mà mình ưa muốn, mình tham muốn, mình thích thú, thì nó gọi là tham. Tham với sở hữu tham là trọng yếu, nó nằm ở trong chỗ đó. Nó vừa là nhân tham mà vừa có hoạt động của sở hữu tham luôn. Tham tà kiến thì những cái gì mình lệch lạc mà mình bám chắc giữ lấy nó không có thay đổi. Và cái tà kiến này nó nằm ở cái điểm chính yếu đó, là lấy cái pháp tục đế làm thành cái pháp chân đế. Nhớ như vậy. Thành ra cái tà kiến này nó xuất hiện với bất cứ người nào, chứ không riêng gì đó, là chỉ có một loại một hạng người thôi. Có những người khi người ta giải phóng cái tư tưởng của mình đó, thì lại đem cái lòng oán hận. Và cái trọng nam khinh nữ này đó, nó không phải là một cái chân lý mà chúng ta noi theo, mà nó là một cái tà kiến mà chúng ta cần phải hiểu rất là sâu xa để chúng ta không vướng mắc vào trong cái tà kiến này. Nhiều đời nhiều kiếp đó, mình tự làm khổ cho bản thân của mình và làm khổ không biết bao nhiêu người, thì cái đó là cái ác nghiệp mình gieo xuống mà mình ngỡ rằng mình rất là đúng đắn. Cho nên có những cái điều mình làm sai mà mình nghĩ rằng nó không có sai, là bởi vì đó
là nó đã hình thành thành một cái định kiến mà nó là tà kiến của một cái xã hội, của toàn thể trên cái nhân loại này, chứ không phải là riêng một đất nước nào cả. Và chỉ có những ai tỉnh táo, những ai sáng suốt, những ai hiểu rõ thì người đã thoát, còn không thì không thoát. Cho nên là nó là một cái vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ. Một cái nữa là nó đeo bám trong cái suy nghĩ chúng ta đó, là từ đời này sang đời khác. Và chưa chắc trong cái đời này là chúng ta đã thoát được nó. Đó là tham mà nó dính tới ngã mạn. Nên là nó dính tới cái ngã của mình. Ngã là pháp tục đế. Pháp tục đế bởi vì mình sinh ra là con trai hay con gái. Mình sinh ra là thông minh ít hay thông minh nhiều. Mình sinh ra có một cái tên gọi. Mình sinh ra với những cái tập khí của mình. Thì cái đó là cái riêng của mình. Thì sự thật là nó có cái cá thể đó. Nó có cái con người đó. Và cái con người đó là duy nhất. Nó không giống với bất cứ người nào trên cái thế gian này cả. Bởi vì tập khí của nó riêng. Nhưng mà nó chỉ là pháp tục đế mà thôi, tức là nó tương đối. Bởi vì nó sẽ thay đổi theo tuổi tác, nó thay đổi theo thời gian, nó thay đổi theo môi trường sống, và nó thay đổi theo cái sự phong phú hay nghèo nàn trong cái đời sống nội tâm của nó, hoặc là trong cái kiến thức của nó. Nó thay đổi luôn được. Và khi mà mình bám chắc vào trong cái chỗ đó, mình không thấy cái bản chất của nó. Chúng ta không thấy cái bản chất nữa, là hàng ngày trong cái đời sống chúng ta, để chúng ta gia tăng cái pháp thiện hay là gia tăng pháp bất thiện, chỉ có thế thôi trong cái đời sống của mình. Và cái sự mà thay đổi trong một cái kiếp người chúng ta chết đi để chúng ta có một cái hình dáng mới. Hình dáng đó là con người, hình dáng đó là chư thiên, hình dáng đó là các loại súc sanh, hình dáng đó là của ma, của quỷ, của Atula, hình dáng đó in hình nơi địa ngục. Thì tất cả nó cũng không đi ngoài cái sự tiến hóa về tâm linh hay sự thoái hóa về tâm linh. Nó luôn luôn nó biến đổi vậy. Nhưng mà chúng ta bám vào sắc thân này, chúng ta bám vào cái cá thể riêng biệt này, để chúng ta thấy cái sự tồn tại của nó chính là cuộc đời của ta. Nó chỉ là một cái danh từ, nó chỉ là một cái tập hợp danh từ, nó chỉ là một cái danh chế định, tức là một cái quy ước mà thôi. Chứ còn cái bản thể của nó là nó nằm ở cái chỗ cái hoạt động của sắc thân chúng ta là hoạt động của 27 sắc pháp này. Cái hoạt động gì đời sống nội tâm chúng ta là hoạt động của cái tâm bất thiện, của tâm thiện và những cái trạng thái tâm của nó mà thôi. Và mỗi một cái lứa tuổi, mỗi một cái bước tiến của thời gian và mỗi một cái sự thay đổi của kiếp sống chỉ là cái sự gia tăng những cái pháp thiện và pháp bất thiện mà thôi, không có cái gì khác thôi. Thế thì tôi bám chắc vào trong chỗ đó, và chúng ta không nhả ra, trong cái suy nghĩ mình không nhả ra. Cho nên khi mà mình chết mà mình thành ma rồi đó, thì mình vẫn bám cái hình bóng cũ của mình. Bởi vì xương cốt đã chôn trong lòng đất rồi, xương cốt này có thể hỏa táng rồi, xương cốt này có thể cá rỉa rồi, xương cốt này có thể quạ quạ kênh kênh ăn rồi, không còn gì nữa hết. Nhưng mà cái bóng của nó ngã trong cái suy nghĩ của chúng ta đó, nó in hình trong cái dòng tâm thức của chúng ta, làm chúng ta mang hoài cái hình ảnh đó. Và nó tồn tại như thế, không nhả ra. Và chính cái đó, nó trong cái kiếp hiện tại của chúng ta đó, thì cái ngã mạn nó làm cho chúng ta luôn luôn á, chúng ta so sánh mình với người khác. Và cái khi mà trong cái luân hồi nó vẫn đi như thế, nó đi như thế và nó đi sâu hơn nữa đó, là ở chỗ là nó không bao giờ nó chấp nhận rằng nó sẽ có một cái hình hài khác, nó sẽ ở cùng một cảnh giới khác. Nó luôn luôn nó bám vào và nó duy trì như thế. Cho nên cái hiển lộ trong cái đời sống hàng ngày là sự so sánh. Cho nên khi mà chúng ta đây đó,
là bắt đầu nơi cái tâm mình mà mình có một cái ai đó xuất hiện, thì mình so sánh mình với cái người đó, so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh kém, vân vân. Hễ sự so sánh khởi lên thì chúng ta biết là ngã mạn đang có mặt. Chúng ta thấy như thế. Và cái bám nữa đó, thì khi mà cái sự so sánh đó, nó có mặt, nó hình thành suốt trong cái đời sống chúng ta, nó hình thành một cái thói quen á, thì chúng ta luôn luôn ta thấy rằng có mình và có người khác. Có mình và có người khác là pháp tục đế. Còn pháp chân đế thì mình hay người khác cũng đều là những cái hoạt động thuộc về cái tâm thiện và tâm bất thiện. Chúng ta nhớ như thế, cũng như là khi chúng ta mà sống ở trong cái thế gian á, thì cái pháp thế gian nó làm cho mình ngã mạn ở chỗ này. Cái pháp thế gian nó làm cho mình ngã mạn ở chỗ á, là mình coi cái phước thiện này nè, là nó là tột đỉnh. Trong khi cái chân thật, trong cái sự tiến hóa của con người, nó nằm ở phước trí, nó không nằm ở cái phước thiện. Phước thiện là một cái phần nền để cho cái phước trí này nó có cái điều kiện để nó phát sanh tốt mà thôi. Cho nên khi mình đánh giá một con người, đánh giá ở phước thiện nó ở chỗ này, người này được chức tước quyền lực cao, đó là quả của phước thiện. Người đi giàu có, quả của phước thiện. Người này đó được danh vọng nhiều, được vọng danh lớn, được ta tôn xưng nhiều, nó cũng thuộc về cái quả của phước thiện. Trong khi đó, cái mà thật sự để mà đánh giá cái giá trị của con người đó, thì trong đạo Phật nói thế này: hãy khi nào những cái pháp thiện trong tâm của mình á, mà nó luôn luôn nó được phát triển, từ thiện cho đến thiền thiện, cho đến là tuệ giác nơi cái thiện thiện này, thì tất cả con đường phát triển này nó là cái phần mà ta gọi là những cái hạng mà gọi là cao nhân, hoặc là những cái bậc ưu tú. Còn nơi đây thì đó là cái phần thoái đọa, cái này là cái phần hạ liệt. Pháp bất thiện là hạ liệt, còn đây là cái phần ưu tú. Cho nên một người làm vua, nhưng mà ngày lẫn đêm đó hãy coi họ làm cái gì, thì chúng ta sẽ biết họ là hạ người, hạ liệt hay ưu tú. Nhưng khi mà chúng ta coi cái pháp thiện đó, thì chúng ta thấy cái người đó làm vua thì có nghĩa là tột đỉnh rồi. Tột đỉnh của cái phước thiện, chứ không phải là cái tột đỉnh cái chân giá trị của con người. Hai cái đó chúng ta phải xem xét lại. Là vì đặt trên cái căn bản của phước thiện này mà người ta ngã mạn. Bản thân mình cũng ngã mạn, mình thấy người ta làm vua. Cái người mà biết mình đang làm vua, mình là nắm quyền lực tột đỉnh đây, họ có cái ngã mạn. Mình có cái ngã mạn ở chỗ là mình thấy mình thua cái ông vua. Mình khép nép, mình sợ hãi đủ thứ hết. Nịnh bợ cũng có, luôn luôn có nhiều thứ nó xảy ra khi mình thấy người ta tột đỉnh còn mình là thấp kém. Bởi vì cái ngã mạn nằm chỗ đó. Còn nếu như mình biết rằng á, cái căn bản về cái chân giá trị của con người nó nằm ở cái phước trí, thì chúng ta sẽ xem xét xem đó là cái ông vua này đời sống hàng ngày đó, là ông đã làm những cái gì để cho cái phần phước thiện và thiện trí của ông tăng lên. Mình cũng vậy, hàng ngày mình làm cái gì để cho phước thiện và thiện trí tăng lên, thì mình xem xét lại để mình biết rằng đó, cái ngày đó, cái giờ đó, cái khắc đó, mình được xếp vào hạng ưu tú và hạng hạ liệt là mình biết. Thì khi chúng ta thấy như rõ như vậy đó, thì chúng ta dần dần đó, cái ngã mạn chúng ta sẽ giảm đi. Là do cái trí tuệ sáng suốt chúng ta nhìn ra và chúng ta biết đánh giá cái chân giá trị đó. Cho nên đây là một cái mà nó lôi kéo theo mà chúng ta nói là người ta sống rất đời ở cái chỗ đó. Khi người ta lấy cái chân giá trị đó nằm ở cho cái thiện đó, thì thứ nhất nó đi vào cái quyền lực, đi vào danh vọng,
đi vào cái sự giàu có, dần dần thì chúng ta sẽ thấy nè, người ta đổ xô để làm giàu. Không có ai thấy cái chuyện mà mình có cái phước á, ngày ba bữa đủ dùng, đủ ăn đủ mặc là phước báo lớn, người ta không thấy vậy. Người ta thấy cái phước báo lớn có nghĩa là phải giàu có. Và để giàu có này đó thì phương tiện nào cũng được. Mà ngày hôm nay trong cái thời điểm chúng ta đây đó, kẻ nào mà biết lừa lọc, biết gian dạo để làm giàu cho nhanh á, thì gọi là một cái tên rất là đẹp, đó là kẻ thức thời. Còn nếu như mà cái người nào mà giữ sự chân chính á, chấp nhận là mình ngày ba bữa đủ dùng để mà không đi theo cái con đường đó, thì người ta nói là một cái người gàn dở, tức là chê. Thành ra một cái khuynh hướng xã hội mà người ta chê cái pháp thiện và người ta khen tặng những cái pháp bất thiện, thì cái xã hội đó phải đầy dẫy sự đau khổ, sự bất công và ác nghiệp. Người ta không từ bỏ bất cứ một cái xấu xa nào hết á, để người ta, làm tăng cái sự giàu có, làm tăng cái quyền lực và làm tăng cái danh vọng. Mà ngày hôm nay quý vị chỉ cần dở một cái tờ báo ra, trong tất cả các đất nước, không riêng gì ở Việt Nam, đây là cái đỉnh cao, cái đỉnh cao mà người ta đang đeo đuổi, đó là quyền lực, danh vọng và sự giàu có. Ta lấy cái này làm cái chuẩn cao nhất. Thì cái xã hội nó phải đi vào cái chỗ mà con người ta bị tổn thương, và con người ta phải đau khổ. Ngay cả những người và chấp nhận ngày ba bữa đủ dùng đó, đôi khi vẫn thấy nơi mình nó có cái gì hụt hẫng, bởi vì họ bị một cái lực xấu xa này nó đánh vào rất là mạnh. Nó đánh ở chỗ nào đây? Con nó nói thế này: ba thì quyền cao chức lớn, chỉ là cái danh hảo quyền thôi, chả có gì hết. Ba của bạn con nói gì đâu, nó chỉ là thủ kho thôi, mà nó muốn cái gì nó có cái đó. Vì thiệt nó đánh vô. Bà vợ bà nói: bao nhiêu năm anh liêm khiếp không biết có luộc ăn được khi anh về hưu không. Vậy bao nhiêu đó là nó đánh vô rất mạnh. Vậy đâu phải cái đơn giản. Nó làm thương tổn cái lòng tự trọng. Nó làm thương tổn những cái giá trị quý giá mà người này đã giữ suốt đời. Mình thấy khi người ta sai lạc chưa? Và cái này nó đi như thế này á, nó cũng biến thành cái tà kiến. Nó đi chung một dải, nó đi chung một cái, những cái mối liên hệ với nó đi với nhau. Nó bấm vào trong cái chỗ đó. Nên không phải đơn giản để cho người ta có thể nhìn ra được rằng đó, cái phước trí nó mới là cái căn bản để mà đánh giá về cái chân giá trị của một cái con người. Và đây là pháp chân đế đích thực của con đường tiến hóa và tâm linh và con đường thoái hóa. Ngày nào chúng ta đó nắm vững cái điều này thì dẫu cho chúng ta còn luân hồi bao nhiêu kiếp á, thì đây là cái phần này, là cái phần mà giữ cho cái thiện và thiện trí trong tâm chúng ta đó, nó như là một cái đỉnh sáng để chúng ta hướng về cái chỗ đó. Thì chúng ta đây dẫu có còn luân hồi thì cái đường luân hồi đó nó không đi một cái con đường mà nó lên cao rồi nó xuống thấp, mà nó có thể hy vọng rằng nó đi từng bậc tam cấp. Mỗi một cái kiếp sống nó đi từng bậc tam cấp, đó là cái phước báo cực kỳ lớn lao. Còn nếu không, nó lên rồi nó xuống như cái hình chữ chi, những cái lượng sống của nó kinh hoàng trong cái luân hồi của chúng ta. Mình bám, tùy theo mình bám vào đó. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng những cái trạng thái thiện này đây, 25 cái sở tịnh hữu đây, tịnh hảo đây, nó sẽ gắn liền với những cái pháp thiện ở đây, pháp thiện dục giới đây. Nó gắn liền với pháp thiền thiện sắc giới đây, gắn liền với pháp thiền thiện vô sắc giới đây. Và nó sẽ được đẩy lên cái đỉnh cao của nó, nằm ở trong cái chỗ siêu thế này. Đây là con đường thiện, con đường tiến hóa của nó. Nó đi như thế. Thì như vậy chúng ta đó thấy rõ ra rằng đó là cái cuộc đời của chúng ta đó, nó hình thành bởi cái danh pháp và sắc pháp đó.
sắc pháp thì những cái hoạt động đó như chúng ta cũng đã học rồi đó, nó là cái tứ đại và 23 cái sắc y đại sinh này. Đây là đất nước gió lửa, bốn hoạt động này là chính yếu, còn 23 cái sắc y đại sinh này đó là 23 cái sắc mà nó nương tựa vào tứ đại này đây để nó hoạt động. Thì như vậy rốt cuộc ra cái chuyện chúng ta ăn đây, chúng ta uống đây, thì chúng ta nhìn thấy cái tứ đại của ăn uống đó là khi chúng ta ăn thì cái động tác chúng ta nhai, vậy đó, nhai về thì chúng ta thấy gì? Đây là hoạt động của phong đại, thấy không? Nhai xong rồi là chúng ta nuốt, nó cũng là hoạt động của phong đại. Nhìn thấy rõ đi. Bây giờ mình đi cũng là hoạt động của phong đại. Mình đứng lại cũng là hoạt động của phong đại. Mình ngã người xuống nằm cũng là phong đại. Không có đi ra tứ đại. Như vậy khi chúng ta là người, cái hoạt động thuộc về sắc thân ta nằm trong tứ đại, thì khi là con chó cũng là trong tứ đại, con ma con quỷ cũng là hoạt động của tứ đại. Và như chúng ta học đó, tám cái sắc bất ly thì nơi cái con người đó là nó sẽ phong phú hơn tất cả những cái thứ vật chất này. Và luân hồi chúng ta không có tái sanh thành cây cỏ, không phải là thứ vô tri, mà cái thứ đó, nó có cái gọi là nó có cái sắc mạng quyền và cái sắc và đây cái sắc mạng quyền đây, nằm đây xúc thọ tưởng tư mạng quyền tạc đây. Mạng quyền này nó thuộc về danh pháp để nó duy trì cái đời sống tâm linh, và nơi đây nè nó cũng có mạng quyền đây, là tính nam sắc nữ ý vật, mạng căn mạng quyền nằm đây, nằm đây để nó duy trì một cái đời sống thuộc về thể chất của chúng ta. Và khi nào cái sắc mạng quyền này đó nó chấm dứt cái hoạt động của nó thì có nghĩa là cái thân xác này hết sử dụng rồi, hết rồi. Và khi mà cái sắc mà thuộc về danh mạng quyền đó, nó chấm dứt rồi thì cũng nghĩa là một cái kiếp sống nó đã xong rồi, nó phải chuyển qua cái mới với cái sắc mạng quyền mới và cái sắc danh quyền mới. Thì cái đời sống chỉ chuyển đổi bao nhiêu đó mà thôi. Và những cái hoạt động của nó vẫn tiếp tục. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ thấy rằng là cái đời sống tâm thức của chúng ta đó, nó chính là những cái danh pháp, tức là tâm và sở hữu tâm. Đây là chúng ta nói là nó chi tiết một chút, còn đây chúng ta nói lại đó là tâm và sở hữu tâm, đây là cái hoạt động của tâm thức. Thì cái hoạt động này nó diễn ra bằng 6 con đường. Và lần trước chúng ta nói 6 con đường đó là 5 con đường nó thuộc về ngũ căn, thì nó hình thành cái lộ ngũ. Ngũ căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và cái căn thứ 6 đó là nó thuộc về ý căn, thì nó có lỗ ý. Chúng ta đã học qua các cái lỗ ngũ, chúng ta đã học qua các cái lỗ ý. Và ngày hôm nay trong cái bài này đó thì chúng ta đang nói tới cái sự kết hợp giữa cái lỗ ngũ và lỗ ý. Cho nên cái tiêu đề của nó mới nói là lỗ ý, lỗ ý nối theo lỗ ngũ. Lúc trước là chúng ta học rời hai cái phần ra. Và bây giờ thì chúng ta xem á, là những cái hoạt động trong cái đời sống nội tâm chúng ta đó, thì các cái lỗ ý nối tiếp theo lỗ ngũ ra sao. Thì trong cái phần khái quát này chúng ta sẽ nắm hai điểm. Là cái lỗ ý này đó, nó sẽ chia ra làm hai phần. Cái thứ nhất là nó là có cái lỗ ý thuần túy. Và cái phần thứ hai của nó là cái lỗ ý này đó là nó nối theo cái lỗ ngũ.
Cái lộ ý thượng tý này chúng ta học rồi, hôm nay ôn lại chút xíu thôi. Lộ ý thượng tý này đó, nó có thể là phân ra làm cái hai cái lộ. Cái thứ nhất là lộ ý này đó, là nó có cái hộ kiếp vừa qua. Và cái lộ ý thượng tý thứ hai á, là nó không có hộ kiếp vừa qua. Hai cái này nó khác nhau. Cái lộ ngũ này đó là bắt năm cảnh mà thành ra bảy. Năm cảnh đó là nó là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc. Sắc cảnh xúc này á, là nó bằng ba, nó có ba cái, nó là thuộc về địa đại, thuộc về quả đại và thuộc về phong đại. Thủy đại không nói đến là bởi vì thủy đại nó thuộc vào sắc tế, nó khó nhìn thấy gọi là sắc tế, còn ba cái này nó là sắc thô. Mặc dù nó đi là đi chung với nhau, bốn cái đi chung với nhau, nhưng cái khó thấy nhất nó thuộc về sắc tế, đó là thủy đại, còn ba cái này là. Cho nên ở đây là 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sắc, thanh, khí, vị, xúc là 5, nhưng vì xúc nó có 3, cho nên cái này nó trở thành 7. Năm cảnh mà nó trở thành bảy cảnh. Vậy tổng cộng của nó đây là con số bảy. Năm cộng hai, năm mà. Bốn cái phần trên, cộng với ba phần của cảnh xúc nữa là nó ra bảy. Nó là lộ ngũ. Bây giờ sang tới cái lộ ý thuần tí mà nó có hộ kiếp vừa qua. Là khi nào nó thuộc về cái cảnh sắc, mà nó có hai loại cảnh sắc. Thứ nhất á, là năm sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh thuộc về thần kinh mắt, thần kinh tai, thần kinh mũi, thần kinh lưỡi, thần kinh thân, là năm sắc thần kinh. Và 16 cái sắc tế. Thì chúng ta trừ ở đây ra, trừ ở đây ra, đây là 3, ở đây là 5, là 8, thì còn lại nó là 16. Tất cả những sắc còn lại đó là nó thuộc về thủy đại nè, với lại những cái sắc sau này thì nó là 16 cái sắc tế. Cái bản chi pháp chúng ta có đủ. Thì khi mà cái này nó gọi là cái cảnh sắc hiện tại, hoặc là sắc cảnh sắc, sắc hiện tại. Sắc hiện tại là cái sắc này có thật, sắc này có thật, và nó thuộc về sắc pháp. Nhưng mà nó rất là vi tế, cho nên là nó phải nằm trong cái lộ ý thuần tí. Nó có cái hộ kiếp vừa qua là bởi vì đó là nó khó bắt cái cảnh này. Bởi vì nó là cảnh sắc, nó là cảnh sắc cho nên nó khó bắt, do đó nó phải có hộ kiếp vừa qua. Còn cái này nó không có hộ kiếp vừa qua là bởi vì cảnh của nó đó, thứ nhất là cảnh lộ ngũ trạo lại, tức là này thuộc về cảnh của quá khứ, tức là cảnh của lộ ngũ là cảnh của bảy cái sắc cảnh đó bây giờ nó trạo lại trong tâm. Tức là nó diễn ra rồi, nó chấm dứt rồi. Bây giờ nó trạo lại, gọi là sắc quá khứ. Bây giờ nó là cái cảnh của ba thời. Trong tâm của mình nó có cảnh quá khứ, nó cảnh hiện tại, và nó có cảnh vị lai. Trong cái lộ thuần tí này đó, cái đối tượng của nó là danh pháp. Đối tượng của nó là chế định.
Danh pháp đây nó thuộc về pháp chân đế. Chế định đây nó thuộc về pháp tục đế. Và nó có cảnh của Niết Bàn. Niết Bàn cũng thuộc về pháp chân đế. Mình phải nắm chắc những cái này để chúng ta biết cái hoạt động của nó. Như vậy những cái lộ ý thuần tí này nè, nó có khi nó hoạt động riêng rẽ một mình của nó, thì nó gọi là những cái lộ mang tính chất độc lập. Nó thuần tí, nó khởi lên độc lập. Còn cái lộ ý mà nối theo lộ ngũ đó, là cái lộ ngũ là đứng hàng đầu. Rồi xong á, tới một cái giải lộ ý đi theo, thì nó sẽ đi như thế này. Lộ ngũ trước coi như một lộ ngũ, hai lộ ý. Lộ ý này nó sẽ có tên gọi, rồi cứ tiếp theo cái lộ ý. Thì đây nó như là một cái nhân đầu tiên. Và tất cả những cái này gọi chung nó đều là những cái quả. Nó liên kết với nhau để nó hình thành một cái hoạt động của các cái lộ ý nối theo cái lộ ngũ, nhưng cũng là một cái hoạt động nhân quả. Cho nên khi người ta nói với mình là cái đạo Phật á, cái tóm tắt ngắn nhất của nó là gì, thì mình chỉ nói là đạo Phật tóm tắt ngắn nhất của nó là thiện ác. Rồi hỏi còn cái cách nói nào nữa không? Còn, đó là nhân quả. Thấy rõ chưa? Cho nên khi mình á, là cái người con Phật á, thì bất cứ gì xảy ra cho mình á, mà để cho cái trí tuệ của mình phát sanh á, để mình thoát ra khỏi cái đau khổ. Xin nói đây là một cái nguyên tắc của đạo Phật nha. Mà nếu mình đi sai cái nguyên tắc này á, thì mình không có suy nghĩ theo cái vị trí của người con Phật. Mình phải Phật tử, mà mình là một cái phàm phu sống trong đời thôi, chứ không có cái là con Phật. Thế khi là cái người con Phật á, bất cứ cái gì mà nó xảy ra cho mình, mà nhất là nó làm mình đau khổ đó, thì phải hiểu đây là nhân quả. Thì tại sao phải nói tới cái sự đau khổ? Là vì chính cái sự đau khổ nó làm cho mình rơi xuống cái vũng lầy mà mình không ra được. Còn những cái pháp thiện nó cũng thuộc về nhân quả, nhưng nó sẽ làm cho mình phơi phới nhiều hơn. Còn cái sự mình đắm chìm, mình dứt mắt theo sau, nó gọi là cái quả thiện mà nó duyên với cái bất thiện đó, thì nó cũng lại rơi vào trong cái đau khổ. Cho nên mới nói đến cái đau khổ mà không nói đến những cái phúc lạc khác, là vì lý do vậy. Là chúng ta luôn luôn phải nói đến nhân quả. Còn bao giờ trong cái suy nghĩ của mình á, mà mình không có suy nghĩ trên cái nhân quả, thì mình không có lối thoát. Mình không có lối thoát. Không có cách nào mà mình thoát ra được cả. Và khi mình nói nhân quả vậy đó, thì mình cũng sẽ nói thêm cái gì? Nhân thiện hay nhân bất thiện? Thì cái quả của nó sẽ là quả thiện hay quả bất thiện? Vì thấy rõ chưa? Thiện ác này nó hoạt động theo nhân quả. Nhân quả là cốt lõi cho cái cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta đó là nó có danh pháp cộng với sắc pháp. Sắc pháp này cũng là cái sản phẩm của danh pháp mà. Cái tâm tục sinh này nó tạo ra sắc pháp. Mà tâm tục sinh này nó là quả nghiệp mà. Đây là quả của nghiệp mà. Nó tạo ra cái sắc pháp này. Toàn thân của chúng ta nè, từ cái phần thô cho tới phần tế, từ cái phù trần căn cho đến tịnh sắc căn. Phù trần căn là tất cả những cái cơ quan để nó tổ hợp thành một cái thân thể con người đây. Và cái phần vi tế của nó là phần hệ thần kinh, để mà nó duy trì những cái hoạt động của cái sắc thân này. Tất cả
đều là quả của nghiệp. Tất cả đều là quả của nghiệp hết, nó không có đi ra ngoài cái quả của nghiệp, cái sắc thân của chúng ta đây, danh pháp và cái sắc pháp đây, đây nó không đi ra ngoài cái quả của nghiệp. Và như vậy cái dòng tâm thức mà nó trôi chảy trong cái đời sống của chúng ta, nó cũng là cái dòng nghiệp thiện ác, và cái hoạt động của nó là hoạt động nhân quả. Cho nên trong mọi trường hợp mình phải đặt cái suy nghĩ của mình, ngày hôm nay mình tiếp nhận những cái như ý muốn hoặc ngoài ý muốn, thì như ý muốn là quả thiện, ngoài ý muốn là quả bất thiện. Và vì sao có cái như ý muốn và có cái ngoài ý muốn? Bởi vì khi chúng ta gieo xuống một cái hạt giống thiện và thiện trí thì nó sẽ trổ xanh cái quả phước như ý muốn. Còn khi chúng ta gieo xuống những cái lỗi lầm, những cái sai rồi, những cái điên đảo rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận lại những cái sai rồi, những cái lỗi lầm này, những cái điên đảo này, để cho đó chúng ta nhìn cho rõ. Và nếu như chúng ta không đi trong cái căn bản chánh yếu nhân quả và thiện ác này của đạo Phật, thì chúng ta suy nghĩ trên căn bản khác, nó không phải cái căn bản của cái người Phật tử để mà dùng cái trí tuệ của mình mà soi sáng về cái nhân quả của mình để mình thoát khổ. Khi mà chúng ta sử dụng cái sự hiểu biết này đó, là có nghĩa là chúng ta đã phát sanh được cái thiện trí, thì chúng ta mới soi sáng được hai cái phần này. Còn nếu như chúng ta không sử dụng được á, thì chúng ta chỉ là một người tốt, tức là một người có cái tâm thiện, nhưng thiện trí nó yếu quá, cho nên khi bất cứ một cái gì xảy ra thì chúng ta liền bị nó lôi cuốn. Nếu nó xảy ra như ý thì chúng ta đây hết sức là phấn khởi vui vẻ, nhưng mà nó xảy ra không như ý thì chúng ta đây rất đổi là buồn, và chúng ta đã bị cuốn hút theo cái này. Thì cái người tốt vẫn bị, vì nó thiếu trí. Còn khi chúng ta có trí thì chúng ta soi xét được, chúng ta xem được, chúng ta hiểu thấu được. Có những người học được cái cách thức này nhưng trí nó không soi lên được. Tại vì sao? Tại vì nó không chấp nhận là có một cái, có một cái dòng tâm thức trôi chảy và cái đời này nó ngưng tụ lại này. Nó chối bỏ cái quá khứ, nó chỉ thấy cái hiện tại mà thôi. Đây là đoạn kiến, không chấp nhận được. Tôi từ nhỏ tới lớn không làm hại ai cả. Tôi từ nhỏ tới lớn tôi rất tốt với mọi người. Tôi từ nhỏ tới lớn tôi rất là đàng hoàng. Tôi từ nhỏ tới lớn không có ăn uống bậy bạ để làm hại sức khỏe mình, không có vấn đề gì hết. Tại sao bây giờ tôi phải bị bệnh này? Tại sao tôi phải gặp cái tai nạn này? Tại sao tôi phải gặp gỡ những hạng người này? Không hiểu được. Vì người ta chỉ thấy trong cái hiện tại này đó, người ta đang làm những cái điều tốt, những cái điều thiện, những cái điều thiện trí. Nhưng người ta không thấy cả một cái vô lượng kiếp của người ta, nó vẫn còn trong cái nơi đây, nó không có ra khỏi trong cái hiện tại này. Và chúng ta nhiều lần chúng ta đã nhìn thấy nó rồi, và hôm nay rồi chúng ta tiếp tục cái này, rồi chúng ta sẽ thấy là tất cả những cảnh của lộ ngũ, tất cả những cảnh của lộ ý, nó đều soi bóng xuống cái dòng tâm thức của chúng ta. Đó, cái dòng hộ kiếp đang trôi chảy, có nghĩa là nó chiếu xuống cái dòng nghiệp đi từ vô lượng kiếp cho đến kiếp hiện tại, và nó tiếp tục trôi chảy nữa. Người ta không soi được, chứ người ta không chấp nhận. Mình chấp nhận tại sao mình không có làm cái điều gì sai trật hết, sao lại phải mắc cái bệnh như vậy? Rõ ràng mình không có, nhỏ lớn giờ không có ăn tạp, không có ăn bậy, không có uống bậy, không có sa đà trong cái chuyện ăn uống này kia cái nọ hết, mà tại sao bệnh vậy? Ngủ đúng giờ, ngủ đúng giấc,
chỗ ở cũng tốt đẹp, tất cả mọi thứ, tại sao bệnh vậy không chấp nhận? Và ai nói chuyện nhân quả tiền kiếp thì nghĩ rằng cái đó là ngụy biện, đó là cái cách để mà xoa dịu mà thôi, chứ không có chấp nhận để nhìn sâu. Thì vậy cái người này chưa có đủ phước báo về trí tuệ để soi lại đích thực trong cái đời sống của mình. Người ta chỉ thấy cái gì? Thấy cái đoạn kiến là nó chỉ có cái kiếp hiện tại này mà thôi, không thấy cả một cái quá khứ dằn vặt của mình. Cái quá khứ đó nó in hình rất rõ mà mình không chịu nhận ra, là đã in hình trong cá tính của mình, trong cái tính tình riêng của mình, trong cái tập khí của mình. Mình biết cái ngã mạn là mình biết mình so sánh mình với người khác, nhưng mà không dám nhận ra những cái tập khí này là nó đã lưu chuyển từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay. Vì thế nó không nhận ra, nó hoạt động như thế nhưng mà cái phước về trí tuệ nó không đầy đủ để nó nhận ra. Nên luôn luôn đó là trong cái đời sống chúng ta dùng cái chữ phước đây. Chữ phước đây. Đây, phước. Phước thiện đây. Và cái phước thuộc về thiện trí đây. Chỉ có hai món này. Hai cái tài sản quý nhất trong mỗi kiếp sống của chúng ta. Dẫu chúng ta tái sanh ở trong cái kiếp nào đi nữa thì hai cái này. Nếu mà chúng ta sinh ra trong các cái cảnh khổ đó thì cái phước thiện này nó vẫn có cơ hội phát sanh. Nhưng mà thiện trí thì yếu ớt lắm, khó có thể ngoi lên được. Nhưng mà chúng ta sinh ra làm người và chư thiên đó thì cái phước mà thiện và thiện trí này có nhiều cái điều kiện để phát sanh hơn. Nhiều điều kiện phát sanh. Bởi vì chúng ta nhìn đây, chúng ta tái sanh bằng tâm quả thiện đây, cho nên chúng ta mới được làm người đây. Chư thiên ở cõi dục cũng tái sanh bằng các cái tâm quả thiện này đây, mà nó mạnh hơn thôi. Cái phước này nó mạnh hơn thôi, mạnh hơn, nó tăng trưởng nhiều hơn thôi. Thành ra khi chúng ta sinh ra làm người và chư thiên thì cái điều kiện về thiện và thiện trí của chúng ta cực kỳ phong phú và có thể phát triển lên rất nhiều. Nhưng mà không phải những chúng sinh sinh ra làm người và chư thiên đó là đều có thể hiểu hết cái điều này để mà đặt cái đỉnh cao trong cái đời mình đó, là cái tài sản lớn nhất của một kiếp người là thiện và thiện trí. Phần lớn người ta nghiêng về cái thiện chứ người ta không nghiêng về thiện trí. Hiểu chưa? Thành ra cái đó là cái mà chúng ta phải nắm vững. Để làm chi? Để những cái pháp tục đế nó sẽ rơi dần xuống, để chúng ta bớt mơ mộng rằng ai đó trong cái đời này sẽ là điểm tựa của mình. Bất cứ ai mà mình chọn lựa, bất cứ những ai mà mình chọn lựa là điểm tựa của đời mình, thì chúng ta hãy hiểu rằng đó là cái điểm tựa của cái phàm tình ở trong cái thế giới của phàm phu, và nó không phải là một cái điểm tựa vững chắc để đưa đến cho chúng ta sự an vui và hạnh phúc, mà cái điểm tựa vững chắc đưa đến an vui và hạnh phúc đó chính là thiện trí. Để chúng ta bớt dính mắc, để chúng ta bớt níu kéo, để chúng ta bớt đau khổ khi sống với những người mà mình đang sống chung đây, và tiếp xúc với những người mình đang tiếp xúc đây. Phải ở trong một cái xã hội mà mình phải hít thở cái không khí của nó đây. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Để chúng ta biết mình phải làm gì. Và phải biết để mình ứng xử ra sao mà mình thoát thân. Còn nếu không, mình sẽ bị nó phủ xuống. Nó bị bủa dây và nó bị giam nhốt. Và chúng ta không đi ra được. Cho nên là cái trong cái hiện kiếp này mình thoát khổ hay không nhờ thiện trí.
chúng ta chết xuống những cái cảnh khổ mà chúng ta có được siêu thoát hay không nhờ thiện trí. Và chúng ta đích thực đang đi trên cái đại lộ của sự an vui không nhờ thiện trí. Và thiện trí này hình thành bởi ba pháp mà nó thành ra cái nguyên tắc mà sư cô nhắc đi nhắc lại hoài là tri văn, tri tư và tri tụ. Mỗi một ngày chúng ta có rèn luyện cho mình tri văn, tri tư, tri tru không? Nếu mình có rèn luyện cái này có nghĩa là mình đang làm phong phú cái đời sống của mình. Không, chúng ta sẽ rèn luyện những thứ khác, những thứ mà chúng ta thấy nó là tất cả cuộc đời chúng ta và chúng ta bám vào đó. Thì nếu mà nó đi ra khỏi cái pháp này thì tất cả những cái sự bám víu đó đều là tạm bợ, đều là đưa đến sự thay đổi, đều là đưa đến sự biến đổi, đều là đưa đến sự biến hoại, đều đưa đến sự biến diệt, mà chúng ta ngỡ rằng nó sẽ an vui mãi mãi thì đó là chúng ta hụt chân xuống và chúng ta rơi vào trong cái tâm tối và cái đau khổ. Chắc chắn nó là như vậy, không có thể nào khác hơn. Vậy thì chúng ta đã ôn tập lại tất cả những cái phần mà chúng ta đã học vừa qua rồi. Thì hôm nay cái phần mà cái các cái lộ ý mà nó nối theo cái lộ ngũ này đây đó, thì tuy nó có cái tên nó có khác đi nữa thì chúng ta cũng không có quan tâm gì cái chuyện đó, là bởi vì những cái phần này chúng ta đã nắm rồi. Bây giờ chúng ta coi coi nó phối hợp lại, nó hoạt động ra làm sao. Như vậy cái lộ ý này nó có thể đi một mình của nó, gọi là lộ ý thuần túy đây. Nó có thể khởi sinh một mình, nó không dính dáng gì tới ai cả, chỉ lộ ý mà thôi. Còn cái này đó là nó có đi theo cái lộ ngũ và nó đi con đường nhân quả với nhau. Bây giờ trong cái phần mà lộ ý nối theo lộ ngũ đây, trong cái phần mà lộ ý nối theo lộ ngũ, chúng ta nói 4 điểm. Thứ nhất là số lượng, thứ hai là trình tự, cái thứ hai là trình tự, cái thứ ba là tên, và cái thứ tư là loại. Chúng ta nói 4 phần của cái lộ ý nối theo lộ ngũ. Cái số lượng này là số lượng của lộ ý mà nối theo lộ ngũ. Cái số lượng này đó là nó có thể là nó nhiều hay nó ít, là nó tùy theo cái cảnh lực. Nhiều hay ít là nó tùy theo sức mạnh của cảnh. Nhiều đây đó nó có nghĩa là từ 1 đến nhiều hơn, ví dụ như 6 cái chẳng hạn, hoặc là từ 6 cái trở lên. Chúng ta có con số 6 gì, trong ví dụ chúng ta sẽ có con số 6. Nhưng mà trong cái thực tế là nó sẽ tăng lên rất là nhiều chứ không phải như vậy. Thì mình chỉ nói là con số nhiều và con số ít. Thì nó tùy theo cái sức mạnh của cảnh. Chúng ta ghi những điểm chính này. Bây giờ trình tự của lộ ý mà nó nối theo cái lộ ngũ. Cái trình tự này đó nó nói thế nào, cái nào trước, cái nào sau, cái nào cố định và cái nào thay đổi thì nó tùy từ trường hợp. Đó là cái nào đi trước, cái nào đi sau, cái nào là cố định và cái nào là thay đổi thì nó tùy trường hợp.
Cái này chúng ta sẽ lấy ví dụ thì chúng ta sẽ hiểu nó tùy trường hợp nó có thay đổi. Và cái thứ ba là cái tên của các cái lỗ này đó, tên của cái lỗ ý mà đi theo cái lỗ ngủ đó, tên lỗ ý đi theo lỗ ngủ đó, thì nó tùy thuộc vào tên của lỗ ngủ. Tùy thuộc vào tên của lỗ ngủ. Thí dụ như nó có thế này, lỗ ngủ nối theo lỗ nhãn môn. Cái thứ hai, lỗ ngủ nối theo lỗ nhĩ môn. Cái thứ ba, lỗ ngủ nối theo lỗ tỷ môn. Cái thứ tư, lỗ ngủ nối theo lỗ thiệt môn. Cái thứ năm, lỗ ngủ nối theo lỗ thân môn. Đó, cái tên gọi của nó là như thế. Lỗ ý nối theo lỗ nhãn môn, lỗ ý nối theo lỗ nhĩ môn. Có nghĩa là gì? Đối với lỗ nhãn môn thì các lỗ ý mà nó đi theo sau nó đó, thì nó không có hoàn toàn nó theo một cái trình tự hoặc số lượng như là cái lỗ ý mà nó đi theo lỗ nhĩ môn. Mặc dù đó là cái tên gọi của các cái lỗ ý mà đi theo cái lỗ ngủ đó, thì có thể nó giống nhau, nhưng mà cái trình tự của nó đó hoặc là cái số lượng của nó ít nhiều đó, thì nó tùy thuộc vào các cái phần của lỗ ngủ này đây. Tức là nó tùy trường hợp, nó tùy hoàn cảnh. Mà nó còn một cái tùy thứ hai nữa là thí dụ như cái nhãn môn này á, mà cái sức mạnh của cảnh nó lớn á, thì nó biến đổi khác, mà cái sức mạnh của cảnh nó nhỏ nó khác. Tức là đây đó là cái cảnh nó rất rõ hoặc cảnh rõ thì nó khác nhau. Rồi khi những cái lỗ ý mà đi theo sau những cái này đó thì tùy theo đó, xin lỗi, đây là cảnh rất lớn, đối với lỗ ngủ là cảnh rất lớn hoặc là cảnh lớn. Còn đối với lỗ ý mà nó đi theo đây á, thì nó là cảnh rất rõ hoặc là cảnh rõ. Nó còn tùy thuộc vào cái này. Như vậy nó tùy thuộc vào từng lỗ, nó tùy thuộc vào cái sức mạnh, cái cảnh của mỗi cái lỗ nữa. Thành ra nó biến đổi, nó không có cố định. Nhưng mà những cái tên gọi mà đi theo cái hoạt động của nó thì nó sẽ có những cái tên gọi, có một cái số lỗ đó thì nó có cái hoạt động đó như nhau. Tức là các loại của lỗ ý, các loại lỗ ý nối theo lỗ ngủ và có hai cái loại là nó đi theo cái lỗ của nhĩ môn. Bây giờ bốn loại căn bản. Cái loại thứ nhất nó gọi là cái lỗ ý tiếp bước lỗ ngủ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó là lỗ ý thu vén. Cái thứ ba là nó là lỗ ý định danh. Cái thứ tư là lỗ ý định nghĩa. Đây là bốn cái căn bản. Bốn cái căn bản mà chúng ta thường thấy. Lỗ ý tiếp bước lỗ ngủ là một, lỗ thu vén là hai, lỗ định danh là ba, lỗ định nghĩa là bốn. Đây là bốn cái căn bản. Bây giờ hai cái mà nó thường đi theo cái lỗ nhĩ đó, hoặc đi theo lỗ nhãn á, nó có hai cái nữa. Cái tiếp theo nữa là cái thứ năm của nó đó. Cái thứ năm của nó là lỗ hiểu ý nghĩa.
lộ ý mà để hiểu ý nghĩa. Ý nghĩa về âm thanh hoặc là lời nói của đối tượng. Lộ hiểu ý nghĩa âm thanh và lời nói của đối tượng. Cái lộ thứ 6, lộ thứ 6 là lộ ý để mà hiểu về tâm ý của đối tượng. Bây giờ chúng ta biết cái tên của nó như vậy đi, nó làm chúng ta hơi khó nhớ một chút, cho nên là sư cô phải trình bày đó từ phần nó tách ra vậy đó, để cho mình được lặp đi lặp lại thì mình nhớ nó dễ hơn. Thì xin nhắc lại đó, là các cái lộ ý mà nó đi theo cái lộ ngũ, tức là nó phải tùy thuộc vào cái lộ ngũ đó nó mới xuất hiện. Như vậy cái lộ ngũ đó là nhân, mà các cái lộ ý này là quả của cái nhân trước. Thì cái hoạt động này đó, thì thông thường nó có bốn cái lộ căn bản mà nó đi theo lộ ngũ đó. Cái thứ nhất là lộ ý tiếp bước theo cái lộ ngũ, tức là lộ ngũ vừa chấm dứt thì cái lộ ý nối theo liền. Cái lộ ý mà kế tiếp nữa là cái lộ thu vén. Còn tiếp theo nữa là lộ định danh, lộ định nghĩa. Thì cái lộ định danh, định nghĩa này có khi nó thay đổi. Có khi định nghĩa lên trước mà định danh theo sau. Một chút trong cái phần thí dụ đó thì chúng ta sẽ thấy coi cái trường hợp nào đó định nghĩa đi trước, định danh theo sau. Trường hợp nào định danh đi trước, định nghĩa theo sau. Thì cái này chúng ta sẽ xem xét lại. Thì đây là bốn cái lộ căn bản. Đây là hai cái lộ mà nó tùy trường hợp nó mới có đó. Cái thứ nhất là cái lộ để hiểu ý nghĩa âm thanh lời nói của đối tượng, và cái thứ sáu là lộ hiểu tâm ý của đối tượng. Và tất cả những cái này thì khi một cái lộ ngũ mà nó diễn ra rồi đó, thì như chúng ta biết là một cái lộ ngũ này nó có thể diễn ra nhiều lần, có thể diễn ra nhiều lần. Bởi vì khi mình nhìn, chẳng hạn như bây giờ mình nhìn lên cái bảng này đó, thì cái người nhìn gần thì thấy rõ, người nhìn xa không có thấy rõ. Như vậy là có những người nhìn thấy cảnh này rất rõ, rất lớn, rất lớn. Nhưng mà có người nhìn thấy cảnh này lớn, có người nhìn thấy không có lớn lắm, cảnh nó không rõ. Có người nhìn cảnh mơ hồ, tức là những người ở xa thì thấy cái bóng nó vậy thôi chứ không thấy gì hết. Thì người ta sẽ tiến gần lên và cuối cùng người ta có thể mà nhìn thấy được nó. Thì như vậy là cái lộ ngũ môn này nó cũng sẽ diễn ra rất là nhiều lần. Ví dụ giờ những cái bạn mà ngồi ở cái phần chót đó mà muốn xem cái bảng này thì phải từ từ dưới đi lên, thì cũng là cái cảnh này nó đập vào. Nhưng mà càng lúc đó, thì nó càng lớn dần, càng thấy rõ hơn. Thì như vậy là cái lộ ngũ này nó cũng phải diễn ra nhiều lần. Và khi nó diễn ra nhiều lần như vậy đó thì bắt buộc nếu như mà những cái biểu tượng của nó để mình có thể hiểu được nó đó, thì những cái điều diễn ra này nó cũng phải lặp lại nhiều lần. Thành ra con số bao nhiêu thì không có thể nào mà chúng ta có thể đoán chắc được. Bởi vì á, trong cái đời sống đó nó có hai cái dạng. Một cái dạng người ta gọi là lợi căn này, một cái dạng là độn căn. Lợi căn là cái người nhanh nhẹn. Thì cái người đó họ sáng dạ, họ nhìn vô, sáng mắt sáng dạ, nhìn vô biết liền. Còn là người chậm hơn, phải nhìn nhiều lần, phải tìm hiểu đi, tìm hiểu lại thì họ mới rõ được. Thì như vậy nó cũng phải diễn ra rất là nhiều lần, nói mỗi một cái người. Hoặc là có trường hợp, đây là cái trường hợp mà mình nhìn qua cái mình biết liền bởi vì mình đã từng trải qua rồi. Có những cái trường hợp cũng chính mình, nhưng mà mình chưa có trải qua, thành ra mình cứ phải ngẫm tới, phải nghĩ lui, phải xem xét đi, xem xét lại. Thì nó phải diễn ra nhiều lần. Chúng ta hiểu cái này chưa? Và như vậy, đây là cái điều chúng ta nhớ đây. Là khi nó diễn ra như vậy đó, thì chúng ta hiểu ra. Cái hoạt động của nó tối đa nó là 17 cái sát na. Sau 17 sát na đó, thì tất cả nó phải rơi vào cái dòng hậu kiếp. Tại sao nó diễn ra 17 sát na, không đến 18 sát na, không bao giờ lên tới con số 18 cả? Là tại vì cái sắc pháp này nè,
cái sự sống của sắc pháp diễn ra trong 17 sắc na. Cái sự sống của tâm diễn ra trong một sát na. Một sát na nó hoạt động trên 17 cái sát na của sắc pháp. Nó đi là như thế. Nó đây là một cái con số cố định. Không có ai có thể tăng nó lên 18 cả. Có thể giảm nó xuống mà không thể tăng lên. Đó là cái hoạt động đó là như vậy. Thì khi nó sau 17 sát na đó hoặc sau 15 sát na đó là nó phải rơi vào trong cái hữu Phật, hay là nó rơi trụng trong cái hổ kiếp. Dòng hộ kiếp của chúng ta chứa được. Suốt một kiếp sống chúng ta, tâm nào đưa chúng ta đi tục sinh, tâm nào đưa chúng ta đi tái sinh, thì cái tâm đó nó sẽ trôi chảy suốt hết một kiếp sống của chúng ta. Và cái tâm mà đưa chúng ta đi tái sinh là tâm quả. Đây là các tâm quả. Tâm quả thiện hoặc tâm quả bất thiện. Tâm quả thiện có trí và tâm quả thiện ly trí. Tất cả đưa đi tái sinh. Và suốt trong một cái kiếp sống chúng ta đó, thì cái tâm hậu kiếp này nó trôi chảy. Và nó mang theo cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp của nó. Không có ngừng nghỉ. Những gì cái giờ lâm chung của chúng ta, giờ cận tử chúng ta bắt cái cảnh đó, thì nó sẽ nằm trong hộ kiếp này, nó trôi chảy hết một kiếp sống, nó mới chấm dứt. Cho nên chúng ta đây rất khó thay đổi tập khí của mình. Trong hiện kiếp này chúng ta thấy tập khí tốt của mình, thấy tập khí xấu của mình là phước báu rồi đã. Nhưng mà nói để thay đổi đó thì chúng ta phải nỗ lực rất nhiều. Chỉ sự hiểu biết về trí văn không chưa đủ, sự hiểu biết về trí tư không chưa đủ, mà nó còn phải có sự hiểu biết thuộc về trí tuệ tâm linh. Phải có sự rèn luyện miên mật thì chúng ta mới có thể có cái khả năng thay đổi này. Còn nếu không rất khó. Thì thấy nó trôi chảy không? Cho nên đây cũng là một cái bài học để cho đó những người mà ở trong cái hoàn cảnh gia đình mà đau khổ đó hiểu biết để thoát ra. Đó là đừng bao giờ chờ đợi cái người khác thay đổi. Bây giờ mình là đây. Mình sống trong cái đời sống gia đình của mình đây. Giữa một cái trùng dây nó bao phủ thế này. Khó mà thay đổi. Chúng ta không có thể thay đổi được cái cơn bão dữ dội nhất. Mà chúng ta đây có thể tránh né được. Lũ lụt nó tràn khắp nơi rồi, chúng ta đây không có thể ngăn được, nhưng chúng ta có thể tránh được. Đó là cái điều chúng ta phải hiểu rất rõ. Cho nên đừng có ngồi đó mà nói là nước đừng có dâng lên nữa, mà mình phải leo cao hơn nữa, để cho nước không có thể chạm đến mình. Mình không có thể nói là bão, gió và bão phải ngưng lại, không có thể nói vậy, mà phải biết đâu là cái chỗ trú ẩn. Phải tìm chỗ trú ẩn, tìm cái chỗ để bảo vệ cái tâm của mình. Phải trú ẩn vào đây, trú ẩn vào trong cái thiện và thiện trí. Đó là chỗ trú ẩn của mình. Cho nên khi cô hướng dẫn về thiền, cô có nói rằng
trời đất thì bao la. Nhưng mà khi mình đau khổ, mình có cảm tưởng mình không có chốn dung thân. Nhưng thật sự chúng ta có chốn dung thân. Chốn dung thân đó chính là nơi này. Chính là cái vùng đất trước cửa mũi này đây. Khi chúng ta thấy gió đi vào trong, gió đi ra ngoài, chúng ta thấy nhiệt độ của nó, thì đó là cái chốn dung thân. Bởi vì nơi đây là thiện và thiện trí. Hãy hành trì đi. Chỉ là những cái pháp căn bản thôi, nhưng mà chúng ta có chốn dung thân. Những gì chúng ta tạo tác ra sai rồi, chúng ta đã hối rồi, chúng ta đã nguyện không làm nữa rồi, nhưng mà nó đã hình thành những cái yếu tố để cho bão có thể nổi lên. Nó đã hình thành những cái yếu tố để cho nước có thể dâng lên. Giờ đây chúng ta không có ngăn được. Chúng ta đã ngăn cái sự nối kết bằng cách là chúng ta nguyện không tái phạm rồi. Nhưng những cái quả này nó vẫn cứ trổ. Và nhờ chúng ta nguyện không có tái phạm, cho nên là chúng ta có thể trèo lên một cái chỗ cao hơn. Chúng ta có thể có một cái chỗ ẩn nấp. Còn bằng không, nó sẽ câu thông. Nên quý vị thấy không? Người ta sống với nhau ngọt ngào đó, rồi người ta giết nhau rất nhanh. Nó câu thông đấy. Bởi vì ác nghiệp này gieo xuống rồi, không có nguyện đoạn trừ. Ở đời này nó nói là trong tích tắc, người ta có thể giết nhau dễ dàng lắm. Vì nó đi bằng nghiệp cảm, đi cực nhanh. Thấy không? Khi người ta cãi nhau, khi cái sự bực tức của người ta đã lên cao lắm rồi, thì nó tuôn trào ra, nó là gió bão, nó là lũ lụt. Và nơi cái chúng sinh mà bị cái nạn ách này nè, cũng không kìm được những cái gió bão ở trong tâm của mình, thì nó phải nổi lên. Và như vậy là sao? Là tất cả cùng đọa lạc. Và trong cái luân hồi, chuyện này tiếp diễn nữa, không có ngừng lại. Không có ngừng lại. Tại vì một cái lẽ rất là đơn giản thế này. Cái tạo tác đây lặp lại 7 lần. Và không phải duy nhất trong bảo lại 7 lần, mà chúng ta sẽ thấy những cái hoạt động của lộ ngũ này, những cái hoạt động của lậu ý này, nó tái đi tái lại không biết bao nhiêu lần. Như vậy thì đâu có cái lý do gì khi một cái quả trổ xanh mà nó chỉ ngắn ngủi rồi nó dứt không. Nó có thể tạm gián đoạn rồi nó quay trở lại. Nó tạm gián đoạn rồi nó quay trở lại. Cái vấn đề ứng xử chúng ta nói hay không nói, thì mình hãy chọn lựa. Cho nên mình là người con Phật, mình hiểu nhân quả, mình sống theo nhân quả, thì mình rèn luyện theo nhân quả. Chứ không phải mình thấy được nhân quả, mình có thể chấm dứt được nhân quả, mình có thể thoát liền ra khỏi nhân quả. Nhưng mà mình tập luyện, và phải kiên trì tập luyện, thì chúng ta mới mở một cái con đường thoát hiểm cho chúng ta. Bởi vì khi chúng ta gieo xuống những cái điều sai, những cái điều nhầm lẫn, những cái điều tội lỗi, là chúng ta đã đóng cánh cửa lại, chúng ta khích chặt nó lại rồi, chúng ta lại khóa 5 lần 7 lượt rồi. Thì bây giờ chúng ta muốn mở nó để đi ra, thì chúng ta phải mở. Rất là kỳ công mới có thể mở ra được. Chúng ta không có thể nói là cố gắng 1 triệu lần, 1 tỷ lần mà có thể được, mà cố gắng miên mật thì chúng ta mới thoát ra được. Nhưng mà dẫu sao, chúng ta cũng đã chọn cái con đường cố gắng này. Còn nếu chúng ta không chọn được con đường cố gắng này, thì chúng ta sẽ buông tay cho tất cả những gì trong tâm chúng ta khởi lên, thì nó được tuôn trào như ý muốn.
vì mình đã không có thể kiểm soát nó được. Khi mình kiểm soát nó thì thiện trí phát sanh, nó dẫn đi lên. Khi mình không kiểm soát được thì nó sẽ đi theo cái tuôn trào của nó, những cái khuynh hướng của nó cực kỳ mạnh ở trong tâm của mình. Bây giờ chúng ta đã nắm qua một số điểm chánh rồi, bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai là phần B đó, hoạt động của lộ ý nối theo lộ ngũ. Trong cái phần này đó, thì chúng ta cũng sẽ học hai phần. Cái phần thứ nhất là chúng ta nói về những cái điểm chính, tức là những cái khái niệm về sáu lộ ý nối theo lộ ngũ. Cái thứ nhất chúng ta nói về cái lộ ý mà nối tiếp bước lộ ngũ. Lộ ý tiếp bước lộ ngũ. Chúng ta nói cái phần thứ nhất đây. Lộ ý tiếp bước tới lộ ngũ. Cái lộ này nó có cái tên Pali là Atita Gahanya Vitthi. Atita Gahanya Vitthi. Chiết tự cái chữ này ra nó làm ba phần, cái Vitthi này là cái lộ nè. Nếu thêm chữ chích tá nữa là lộ tình tâm. Cái này có nghĩa là phía trước. Atita là phía trước, Gahanya là bám theo. Tức đây là cái lộ trình tâm mà nó bám theo cái lộ đi phía trước của nó. Tức là cái lộ ý nó bám theo cái lộ ngũ đi trước nó, thì nó gọi là lộ ý tiếp bước lộ ngũ, dịch ra vậy. Như vậy có nghĩa là khi mà một cái lộ ngũ nó phát sanh lên á, thì mình coi đây cái lộ ngũ là trước này, thì cái lộ thứ hai của nó là nó đi theo là lộ ý, lộ ý tiếp bước lộ ngũ, tức là nó bám sát liền, bám sát liền. Là do có cái lộ ngũ này mà cái lộ ý tiếp bước mới có mặt, cho nên cái lộ ngũ này là nhân, cái lộ này là quả. Đó, chúng ta nắm cái đó trước, nắm cái ý này trước đi. Một chút ở trong cái phần ví dụ nữa thì sư cô sẽ nói rõ hơn. Như vậy cái lộ sau nó bám trước cái lộ, bám theo cái lộ trước, thì cái lộ ý này nó bám theo cái lộ ngũ này. Bây giờ nếu như cái lộ ngũ này nó có cái tâm mốt, mà nó có cái tổng cộng cái tâm mốt vô, thì cái lộ tiếp bước này nó cũng sẽ có cái tâm mốt. Còn nếu lộ ngũ không có tâm mót thì lộ theo sau nó cũng không có tâm mót. Là vì chúng ta biết rằng đó, một cái cảnh mà nó có cái tâm mót á, cảnh mà nó có tâm mót á thì phải cảnh lớn, nói theo lộ ngũ. Còn nếu nói theo lộ ý á thì nó phải là cảnh rõ, cảnh rất rõ. Ở đây là cảnh rất lớn. Cái yêu cầu của nó là vậy. Là nắm mấy cái nét chính đó.
lộ ý thu vén, gọi tắt là lộ thu vén. Cái lộ thu vén này nó gọi là Samuhagaha. Cái lỗ này nó còn gọi là cái lỗ gom gọn cảnh, nghe là gom gọn cảnh. Khi mà cái lỗ ngủ này á, là nó bắt cảnh hiện tại, bắt cảnh hiện tại nó thuộc về ngũ môn. Thì cái này nó có 7 cảnh như chúng ta đã nói rồi, nãy chúng ta học rồi. Thì khi mà cái lộ ngũ này đó nó diễn ra rồi nó chấm dứt, nó chấm dứt thì nó phải rơi vào trong hậu kiếp. Đây, cái tâm mót này xong rồi thì nó phải rơi vào trong hậu kiếp, tức là đi vô cái dòng hậu kiếp, nó rơi vậy. Bao lâu thì chưa biết, 5 hậu kiếp, 7 hậu kiếp, có khi hàng nghìn hậu kiếp, có khi hàng trăm nghìn hậu kiếp, có khi hơn nữa, chưa biết được. À, nó tùy thuộc. Thì sau đó nó thì cái lộ ý mà tiếp bước cái lộ ngũ này đó thì nó sẽ bắt cảnh quá khứ, tức là cảnh cũ hay là còn cảnh quá khứ, hay là chính là cái cảnh ngũ nó trạo lại. À, cảnh ngũ trạo lại. Cảnh của cái lộ ngủ đó nó đã dứt rồi, bây giờ nó trạo lại. Đây là cái dư âm của nó, cái dư ảnh của nó, cái dư thinh của nó, dư khí của nó, dư vị của nó, vân vân, thì nó trạo trở lại. Cái cách thức nó là vậy. Thí dụ như bây giờ mình nghe một cái tiếng ai nói ở bên ngoài chẳng hạn vậy, thì nó dứt rồi. Nhưng mình đang muốn hiểu người ta nói cái gì mà mình nghe chưa có rõ lắm, bây giờ mình cố gắng mình nghe lại. Nhưng mà cái tiếng nói nó dứt rồi, nhưng mình nghe lại bằng cái này. Hoặc là bây giờ mình nghe người ta hát một cái câu gì đó, người ta ngưng lại. Thì bây giờ mình cố gắng để mình nghe, mà cái mình đã thực tế, cái lỗ tai mình nghe rồi đó, thì mình cố gắng mình nghe lại cái dư âm đó, mình nghe lại để mình hiểu rõ coi người ta hát cái gì, nó muốn diễn tả cái gì chẳng hạn. Thì cái lộ này nó gọi là thu vén, là thu gom gọn cảnh, tức là hồi nãy nó bắt cái cảnh đó, bây giờ nó cố gắng nó bắt sâu hơn, nó bắt đầy đủ hơn nữa, thì nó gọi là cái lộ thu gom gọn cảnh. Thì cái lộ này nó cũng giống như cái lộ trước đó, là nó nếu như mà ở trên này nó có tâm mốt thì dưới này nó cũng sẽ có cộng với cái mót luôn. Thì như chúng ta biết á, khi nào mà cái cảnh á, ngủ mà nó tốt á, thì nó có tâm mót. Là bởi vì sao? Là vì 7 cái tâm động tốt này đó, khi nó bắt cái cảnh á, nó xử lý cái cảnh á, có khi nó còn sót lại, cho nên là hai cái tâm này á, nó phải có mặt để nó làm cái nhiệm vụ á, là nó giúp cho 7 cái tâm động tốc này là không có bỏ rơi, bỏ rớt cái gì cả. Nó thu gom hết, nó làm cho trọn vẹn cái đối tượng đó để nó thể hiện cho đúng. Thì cái tâm mà nó gọi là cái lộ ý thu vén này nè, nó cũng gom những cái cảnh này đó cho đầy đủ hết, không có để sơ sót một cái gì cả. Cái công việc của nó là như vậy. Cái này á, là chút mình học sâu hơn hoặc mình tìm hiểu sâu hơn, mình sẽ thấy là có cái nó làm đúng, có cái nó quá đáng. Ví dụ như mình nghe người ta nói rồi, mình hiểu vậy rồi, nhưng chút mình suy đi nghĩ lại, mình nghĩ có thể khác. Nghĩ có thể khác. Mình nghĩ người ta nói vậy có ý là xỏ xiên mình cái gì đây, nói móc mình cái gì đây. Thì cái do mình nghĩ tiếp tục nữa, thành ra những cái lộ này nè, cái khi mà nó thu gom này có khi nó quá đáng đó. Nó không phải móc lúa không, mà nó còn móc cái gì nữa mình chưa biết cái chuyện của nó làm. Nhưng mà cái công việc của nó là nó thu vén lại những cái cảnh cũ này.
có khi nó đi hơi xa. Thì đó là cái lộ thứ ba. Bây giờ tới cái lộ thứ tư là cái lộ định danh. Thì chúng ta nhìn đây, trong cái phần pháp tục đế đó, là chúng ta có danh chế định và chúng ta có nghĩa chế định. Cái này là giảng lâu rồi, tôi có giảng lâu rồi. Thì cái những đây là những cái bài thuộc về bài đầu tiên khi mà đi vào vi diệu pháp á, thì bao giờ cũng phải giảng cái pháp chân đế. Pháp chân đế gồm có tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Còn cái pháp tục đế đó thì nó gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định và nghĩa chế định đó, nó chính là một cái khái niệm về vấn đề tên gọi của các thứ. Và cái nghĩa chế định này đó là nó là cái một cái nghĩa mà nó mang cái tính chất là những cái khái niệm về vấn đề coi như hình dáng, kích thước, nội dung của sự việc vân vân. Thì đó là những cái phần nó thuộc về danh chế định, nghĩa chế định. Nói chung nghĩa là gì? Nghĩa là đây là những cái vấn đề thuộc về quy ước. Cái chế định này thuộc về quy ước, tức là mình đặt ra với nhau, mình thỏa thuận với nhau là cái này dùng để gọi cái vật đó, chẳng hạn vậy. Thí dụ như bây giờ một con cá, người miền Nam á, thì gọi là cái có ba cái lúc nó còn nhỏ thì nó gọi là cá rồng rồng, khi nó lớn lên chút á thì gọi cá trào cửng, cá trào cửng lớn hơn chút nữa là cá trào, rồi khi mà nó lớn nhất rồi gọi cá lóc. Như vậy nó đi á, bốn cái giai đoạn của nó. Nhưng mà cái người miền Bắc á thì sư cô không biết, mà cái lúc con cá rồng rồng gọi bằng gì thì không biết, nhưng mà hãy thấy cái con cá lóc á thì gọi là con cá quả, đúng không? Thì như vậy á, là cái quy ước của cái người miền Bắc khi thấy cái con cá này, cái hình thể nó là như vậy thì người ta đặt là con cá quả, không biết là nó giống quả cà hay là giống quả mướp gì đó, đại khái là nó thon mà nó dài vậy đó, thì người ta đặt nó là con cá quả. Còn người miền Nam thì là đặt là con cá trào hoặc là con cá lóc đó. Thì mỗi một cái vật đó, nó tùy theo cái ngôn ngữ quy ước của cái địa phương mà người ta có thống nhất với nhau là cái này phải gọi như thế này, cái kia phải gọi thế kia. Thành ra mình mới có tiếng địa phương, thấy không? Có cái tiếng địa phương rồi tiếng của vùng miền, thì nó là cái quy ước với nhau thôi để người ta gọi. Thì nó tùy cái hoàn cảnh, tùy cái trường hợp mà người ta có một cái cách người ta định cái tên gọi của nó. Thì về cái vấn đề thời gian cũng như vậy. Ví dụ mình nói sáng, trưa, chiều, tối, nhưng người ta có thể đặt là bình minh, có thể gọi là hoàng hôn, có thể là đứng bóng, vân vân. Nó có nhiều cái tên, nhưng người ta quy ước với nhau là người ta gọi như thế thì mình có thể hiểu được. Cái này nó gọi là cái chế định. Thì như vậy đó, cái định danh này đó, thì tức là cái lộ này khi mà nó khởi sanh lên đó, là để cho nó làm cho nó cái đối tượng này nó có cái tên gọi. Tức là lộ này khi mà khởi sanh lên, lộ định danh, thì nó đặt cái tên cho đối tượng. Cái đối tượng này đó, đặt tên đối tượng này có thể nó là một cái tên đó đã có rồi, bây giờ mình chỉ lấy cái tên đó đặt lại thôi. À, có thể đây là một cái tên mới. Khi mình sư cô đến Úc á, thì trong cái gia đình đó người ta có trồng cái cây, mà nó ra quả, nó ra chùm 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 vậy nè. À, khi nó chín á, thì cái màu nó vàng vàng, mà khi ăn á, là nó chua chua ngọt ngọt. Cái lá của nó là để nấu mà trị những cái bệnh mà mỡ trong máu. Còn cái trái của nó ăn á, thì nó giúp cho cái khí quản của mình á, cái thông khí nó dễ dàng. Thì khi mà hỏi cái tên gì đó thì cái gia đình nó người qua, thì người ta nói cái trái đó gọi là trái phì phà. Thì sư cô cũng chẳng hiểu phì phà là gì, nhưng mà sư cô mới đặt tên cho nó là cái trái đó là gọi trái dâu Úc. Tức là nó ra cái chùm giống như cái chùm trái dâu của mình vậy đó, nhưng mà cái màu của nó vàng, nó đẹp hơn đó. Thì nó bán rất là nhiều, mà không phải riêng chỗ Úc, nước nào cũng có hết.
Thì ý sư cô muốn diễn tả vậy là có những cái trái cây hay là những cái vật dụng đó, là nếu nó có cái tên rồi, ví dụ nó có bằng cái tên tiếng Anh hay là cái gốc của nó tiếng La Mã Hy Lạp gì đó, thì nó có cái tên rồi thì mình theo tên nó gọi. Có khi cái tên nó khó quá thì cái người đó người ta tự đặt với nhau. Thí dụ như cái khu vực đó là những cái người qua thì người ta trồng, người ta cứ nói trái phì phà là ai cũng biết hết. Còn mình thì mình đặt theo ý mình để cho mình dễ hiểu chẳng hạn vậy. Nhưng mà về sau thí dụ như có nhiều người đồng ý với mình với cái khái niệm là gọi như vậy dễ hiểu, dễ nhớ hơn, thì nó sẽ trở thành tên gọi của cái đối tượng đó để mình đặt tên. Rồi. Bây giờ tới cái lộ kế tiếp là cái lộ định nghĩa. Lộ định nghĩa. Cái lộ định nghĩa này nè, thì mình sẽ thể hiện cho qua cái hình dáng của nó, qua cái ngoại hình của nó. Tức là cái dáng vẻ của nó, cái kích thước của nó, cái màu sắc của nó, vân vân. Hoặc là cái nội dung của nó. Mà mình xác định cho nó một cái nghĩa. Thì cái đó nó cũng là thuộc về chế định, tức là mình quy ước với nhau. Cái khái niệm này có nghĩa là mình lấy cái những cái ý niệm mà nó khởi lên từ những cái vật thể đó hoặc là những cái sự việc đó mà mọi người đều có chung những cái suy nghĩ giống nhau, thì người ta tập hợp những cái đó thì người ta mới khái quát nó lên, rồi người ta đặt cho nó một cái tên gọi. Và cái tên gọi này thì nó có khi nó mang cái ý nghĩa của cái đối tượng đó, có khi nó mang một phần của ý nghĩa cái đối tượng đó, người ta vẫn có thể hiểu được. Cho nên là cái lộ định danh và lộ định nghĩa này đó là thường nó đi với nhau. Cũng như hả, mình nói lên một cái từ, một cái lời là bao giờ nó cũng phải chở theo cái ý nghĩa ở trong đó. Còn mỗi người khi mà sử dụng cái từ này với cái ý nghĩa mà mình muốn biểu lộ riêng của mình thì nó lại là có cái riêng nữa. Thì đó là cái lộ định nghĩa, lộ định danh, lộ định nghĩa. Bây giờ tới cái phần số 5 này. Ở đây nó là số 6. Bây giờ nó tính theo cái lộ ngũ. Thì nó là cái hiểu ý nghĩa, lộ hiểu ý nghĩa. Về cái âm thanh và cái lời nói của đối tượng. Thí dụ như cái âm thanh, cái lời nói á, thì khi nó phát ra là nó nằm trong cái phần của cái lộ ngũ. Vậy thấy rõ chưa? Nó nằm trong cái lộ ngũ. Nhưng mà khi nó đi cả một cái quá trình mà nó chuyển tới đây rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy cái cảnh của lộ ngũ nó cứ trạo lại, trạo lại, trạo lại, trạo lại. Nó đi từng bước, từng bước, từng bước một, nó trạo lại. Cho đến đây đó thì nó đi tới một cái giai đoạn, là cái giai đoạn mà cái người nghe này, đúng không? Người nghe này, nghe ngay cái lộ ngũ này. Rồi sau đó là coi như là mới đi tới cái chỗ là nắm lại cái cảnh đó rõ ràng hơn. Rồi tới cái lộ thu vén này đó là rõ nữa. Rồi mới là đặt cái tên gọi cho nó, để hiển lộ cái nghĩa của nó. Và bây giờ đây nè, nó còn hiểu luôn cái ý nghĩa của cái đối tượng đó. Ví dụ một cái âm thanh khi nó phát ra, thì cái âm thanh này có nghĩa hay không có nghĩa, hay là cái âm thanh này á là nó muốn biểu hiện cái gì. Ví dụ như bây giờ một cái đứa nhỏ đó nói má ơi má, cho con ra ngoài chơi một chút. Má nó nói khác. Nó nói thì nó khác à. Tức là đã nói không cho rồi, bây giờ còn như vậy nữa sao? Thành ra một cái chữ đó mà theo cái âm thanh, cái giọng của người này và cái ý nghĩa của cái lời đó mà khi người ta diễn tả ra thì phải hiểu được cái ý nghĩa của cái lời này. Và còn cái là coi như nó hiểu luôn cái tâm ý của cái đối tượng đó. Cho nên cái phần mà cái lộ ý số 7 này đó là nó hiểu được cái tâm ý của đối tượng. Thành ra người ta nói bằng lời, người ta nói vậy,
nhưng mà cái ý người ta có thể khác, chứ không phải là nghe bằng lời không, mà phải nghe bằng ý, hiểu bằng ý nữa, hiểu bằng lời. Thì vậy để làm cái nhiệm vụ á, nghe bằng lời mà hiểu được lời, thì nó là một cái công việc, nó đi cái lộ của nó. Rồi nghe bằng lời, hiểu bằng lời, còn hiểu được cái tâm ý của đối tượng khi nói cái lời đó là như thế nào, nó khác lắm. Cho nên cái quanh co trong cái tâm trí đó, là cái lời nói nó không có biểu lộ đúng cái ý của người nói. Tức là vậy, không phải người ta nói cho là cho, không phải người ta nói giúp mà giúp. Trong cái cho đó nó có cái hậu ý gì, trong cái giúp nó có hậu ý gì. Chứ không phải cái cho là cái tốt, không phải cái giúp là cái tốt. Bởi vì cho giúp nó là một cái hành động bố thí, một cái hành động san sẻ. Nhưng mà có người đó là bố thí vô lậu, có người bố thí hữu lậu, có người bố thí cao thượng, còn có người hình thức là bố thí mà nội dung bên trong là mượn con tép để câu con tôm. Thành ra người ta hiểu lời và người ta hiểu luôn cả cái tâm ý của cái đối tượng muốn diễn tả. Vì hiểu này chưa? Nó rất là phức tạp. Và khi một người mà có thể hiểu được cái âm thanh, cái lời nói của cái đối tượng đó, hiểu suông gì á, thì cái đó nó chỉ là mới nằm trong cái trí của thế gian thôi, là nó nằm trong cái pháp thiện thôi. Nhưng mà để hiểu sâu hơn về cái tâm ý này á, nó phải nằm trong cái thiện trí nó mới hiểu được. Còn không có thiện trí này thì nó không có phân biệt được. Cho nên có những người á, là rất là dễ tin. Người ta nói là mình nghe mà thấy là cái lời nói mà lời nói phải là mình tin liền, tin là người này cũng tốt y như cái lời nói của họ. Nhưng mà cái thực tế có khi nó không phải vậy. Nên phải cẩn thận, phải gọi là cái người sâu sắc thì mới có thể hiểu được tâm ý của đối tượng. Còn người không sâu sắc thì có thể hiểu được cái lời của đối tượng, chứ không có hiểu hết được cái tâm ý đó. Và bây giờ chúng ta sang tới một cái phần để mà chúng ta có thể làm rõ những cái phần mà chúng ta vừa hiểu sơ qua đó, là chúng ta nói về thí dụ của các lộ ý. Chúng ta có một số cái thí dụ sau đây. Cái thí dụ thứ nhất là cái thí dụ về các lộ ý. Nối theo lộ nhãn, lộ nhãn môn. Bây giờ chúng ta nói lộ nhãn môn nha. Đây, khi chúng ta có căn là mắt. Mắt này đó, khi nó ở trong cái trạng thái thụ động á, tôi gọi là căn, căn mắt, hay còn gọi là nhãn căn. Khi mà nó bắt đầu nó hoạt động á, thì nó mở cửa ra, cũng giống như là khi muốn chụp hình thì phải mở cái màn hình ra. Thì cái lúc đó nó gọi là nhãn môn. Con mắt này là nhãn. Rồi nó có một cái chữ thứ ba đó, là khi nào con mắt này đó nó thấy cái sắc cảnh sắc. Sắc cảnh sắc, viết gọn là cảnh sắc. Cảnh sắc này có thể là con người, có thể là vật dụng, có thể là sông núi, vân vân, rất là nhiều thứ. Khi mắt này nè nó thấy cảnh sắc, và cảnh sắc này đó là nó đi vào nơi đây, thì cái sự giao lưu này nó gọi là xúc, tức là nó tiếp xúc. Mắt mình tiếp nhận cái cảnh sắc, và cảnh sắc này á, nó in hình trong mắt. Con đường đi này nó gọi là xúc, hay còn gọi là giao lưu. Thì khi cái công việc của nó mà nó đi con đường giao lưu này đó, thì nó sẽ gọi là vật. Vì thấy không? Cũng thời mắt.
khi gọi là nhãn căn, khi gọi là nhãn môn, khi gọi là nhãn vật, là cái lúc mà nó đang hoạt động thì nó gọi là vật. Thì khi mà nó hoạt động như thế này đó thì thức phát sanh. Thức phát sanh này tức là ngủ song thức. Đây, thức phát sanh, năm thức thiện hoặc là năm thức bất thiện đây. Thì đây là quả. Như vậy khi mà mình tạo nên những cái sai thì những cái quả sai nó có mặt đây. Mình tạo nên những cái đúng tốt thì quả đúng tốt nó có mặt đây. Thì cái khi mà các căn của mình, các căn đây, nó tiếp xúc với các cảnh thì nó đón nhận bằng thức quả. Cho nên mới gọi rằng đó là tất cả những cái cảnh nó xuất hiện mà nó làm rung động trong tâm của mình, hoặc nó bắt mình phải suy nghĩ, phải ứng xử, thì đó mình đang tiếp nhận quả của mình. Cho nên đó là quý vị thấy không? Một cái đứa trẻ mà nó bị bỏ rơi thì cả xóm thì đều trông thấy hết, nhưng mà chỉ có một cái gia đình để xin về nuôi thôi. Thì khi nó về nó sống trong cái nhà đó, cái lúc mình tiếp nhận nó, mình đón nhận nó, mình hoan hỷ đón nhận nó là đón nhận cái quả của mình. Rồi khi về mình nuôi nó đó, dễ dàng hay khó khăn thì mình thấy cái quả đó. Rồi nó lớn lên đó, nó biết thương mình, nó hiếu hạnh với mình hay không, nó cũng là cái quả của mình. Nó đâu biết được. Cũng như người dân nước lã bây giờ chọn nhau để mà về sống chung với nhau đó, còn thân hơn cái tình ruột thịt nữa, thì đó là cái quả của mình. Rồi hai cái quả lớn này nó có mấy cái quả nhỏ nữa. Thì để rồi coi mấy cái quả nhỏ nhỏ này nó là quả, thôi quả thiện hay là quả khổ, thì cứ sống chung với nó thì biết. Sống chung với nó là biết liền. Mà có khi mình nhầm lẫn nó, mình nghĩ nó thương mình nhất. Có đứa đó là nó đi tắm chẳng hạn, là ai tắm cô không chịu, chỉ có mẹ thôi. Nghe cảm động lắm. Rồi sau này mới biết cảm động đó là gì. Nên người ta đắm đuối. Thì người ta đắm đuối thì người ta cảm động dữ lắm. Nhưng mà khi người ta tỉnh ra đó, thì người ta biết nó là cái gì. Thì chúng ta đang biết là chúng ta đang tiếp nhận cái quả này. Thì cái con đường của nó đi, đây là cái dòng hộ kiếp đây. Hộ kiếp. Hộ kiếp. À, khi mà cái cảnh này nó chiếu xuống, đến khi mà nó chiếu được rồi đó, thì nó gọi là, xin lỗi, chiếu được rồi nó gọi là vừa qua. Chiếu được nữa thì nó gọi là rúng động. Rồi coi như nó cắt được thì gọi là dứt dòng. Nó cắt được cái dòng hộ kiếp này để nó chiếm lĩnh cái phần hoạt động của nó thì nó gọi là dứt dòng. Ở đây là cảnh nó chiếu xuống. Chúng ta sẽ còn lặp lại cái này nữa. Thì vậy bắt đầu là chúng ta sẽ thấy gì? Bắt đầu tiếp theo là cái kháng ngũ môn. Đây đó là kháng nhĩ môn, kháng nhãn môn. Kháng nhãn môn nó xuất hiện. Rồi tới đó là cái ngũ song thức này đó, là nhãn thức nó sẽ phát thanh, nhãn thức phát sanh. Rồi đây đó, tiếp theo đó, nếu mà nhãn thức này đó, nhãn thức này, nhãn thức này là quả. Nếu đây là quả thiện thì cái tâm tiếp thu này nó cũng là thiện luôn. Tiếp thu này thiện luôn. Mà nó bất thiện thì tiếp thu bất thiện. Tiếp thu rồi tới quan sát. Thì quan sát cũng vậy, nếu như đây cái quả mà của cái nhãn thức này đó, thức quả này nó là thiện, thì đây nó cái quan sát này nó thiện luôn. Tiếp thu quan sát rồi nó mới tới cái phần nó gọi là cái phần phân đoán. Cái phân đoán này nó là độc lập đây, nó là duy tác. Duy tác này không phải của Phật, mà cái duy tác này ai cũng có hết. Có nghĩa là nó chỉ là làm một cái công việc hết sức là khách quan của nó thôi. Nó không có tạo tác nên cái quả gì hết trời trời. Như vậy quý vị thấy một chùm quả đi chứ. Nếu thiện thiện đi chùm quả thiện. Bất thiện đi chùm quả bất thiện.
ngay khi chúng ta tiếp nhận bất cứ ai. Tiếp nhận có nghĩa là gì? Là chúng ta đưa vào trong cái suy nghĩ mình, trong cái tình cảm mình, trong cái ứng xử của mình. Nó thể hiện ra bằng cái sự quan tâm, bằng cái chữ chăm sóc, bằng cái sự lo lắng, bằng cái san sẻ cái đời sống của mình cho cái người đó. Thì mình cũng đang chờ đợi người ta san sẻ cái đời sống người ta cho mình. Thì cái sự nối kết này, nó chính là cái mầm của sự tham ái, và nó tạo nên một cái đời sống của thế gian. Rồi bắt đầu cái sự sống luân hồi của thế gian là nó đi bằng con đường đó, đi bằng con đường nó tạo lên. Thì như vậy, sau khi mà có cái phần mà phân đoán này rồi đó, phần phân đoán này rồi thì tiếp theo đó, tiếp theo nó là, nó sẽ là tới cái phần động tốc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, động tốc số 7. Và đây tiếp theo là 201. Nếu mà cái cảnh nó là cảnh lớn thì có 201. Rồi sau đó nó sẽ rơi vào trong cái phần hộ kiếp. Và nãy sư cô có nói cái hộ kiếp này nó có thể là hàng nghìn lần, có thể hàng trăm nghìn lần, hoặc nó có thể hơn nữa. Rồi nó mới bắt đầu nó đi theo, tiếp theo là cái lộ tiếp bước lộ ngũ. Vậy hiểu này chưa? Như vậy đó là khi mình thấy bất cứ một cái gì, thì mình cái thấy đầu tiên của mình là thấy qua thôi, còn để hiểu rõ, hiểu sâu hơn là bắt đầu nó đi vào lộ ý. Cái này để lần sau đó sư cô giảng lại, rồi quý vị sẽ thấy rằng cái hoạt động của tất cả lộ ngũ này khi nó chiếu vào trong cái hộ kiếp thì nó cũng không khác gì cái lộ ý nó đã khởi sanh lên. Bởi vậy cho nói là cái đường đi của nó là 6 con đường, nhưng mà thật sự nó chỉ có một cái dòng chảy, là cái dòng chảy của tâm thức mà thôi. Nó không đi ra khỏi ngoài cái đó. Cho nên mắt mình nhìn mà mỗi người đó tiếp nhận khác nhau. Mỗi người có một cái sự rung động khác nhau, mỗi người có một sự ứng xử khác nhau. Bởi vì tất cả nhân quả của mỗi người với nhau khác nhau. Và cái dòng tâm thức trôi chảy ở trong nơi mỗi con người cũng là điều khác nhau, không có giống nhau được. Cho nên mình không có mong mỏi ai sống như ý mình, mà mình cũng khó mong mỏi mình sống như ý mình. Bởi vì giờ nghĩ khác, chút nữa nghĩ khác, chút nữa nghĩ khác nữa, mình cũng thay đổi chóng mặt luôn. Cho nên là chưa chắc mình đã sống theo ý mình được. Nhớ như vậy nha. Như vậy có nghĩa là gì? Chúng ta bị chi phối bởi hai cái dòng nghiệp này. Mà cái mình có thể sống được đó là mình để ý cái đứa nào nó nổi lên đây. Cái điều quan trọng là vậy đó. Xin mời tất cả những người.